Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, thành phố cân nhắc gia hạn áp dụng biện pháp mạnh thêm 3 ngày để tiếp tục xét nghiệm sàng lọc, đánh giá nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp phù hợp. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương vào chiều tối qua ngày 21 tháng 8. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh việc thành phố tiếp tục gia hạn thêm 3 ngày giãn cách xuất phát từ thực tế tình hình dịch bệnh và thành phố tính toán cần thêm thời gian để tiếp tục xét nghiệm nhằm đánh giá sát hơn nữa nguy cơ để có biện pháp phù hợp trong thời gian tới. Đây là một trong những cái việc mà lãnh đạo và thành phố và ban chỉ đạo cũng không mong muốn. Tuy nhiên là xuất phát từ cái yêu cầu về phòng chống dịch cũng như là bảo vệ cái sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết trước hết, nên là chúng ta phải quyết định cái việc này. Và khi quyết định thì như các đồng chí đã biết là chúng ta phải bỏ ra một cái nguồn lực về nhân lực, về vật lực và cái chi phí là rất lớn. Nhưng mà vì những cái mục tiêu như trên nên là lãnh đạo thành phố vẫn phải quyết định cái việc này. Thì rất là mong người dân, rồi doanh nghiệp chúng ta chia sẻ, đồng thuận và các đồng chí lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như là các cái cơ quan có liên quan khác là quyết tâm chúng ta sẽ làm tốt ở trong cái thời gian mà chúng ta gia hạn cái quyết định 2788 này. Thì Bí thư Thành ủy đề nghị ngành y tế sớm có kết quả xét nghiệm đại diện hộ gia đình đợt 2 để thành phố đánh giá tổng thể nguy cơ, đồng thời các địa phương tiếp tục triển khai xét nghiệm đợt 3 và phải tiến hành kỹ lưỡng, đúng, đủ, không bỏ sót đối tượng. Lưu ý những người làm thuê trọ, lao động tự do. Các xã phường tiếp tục giám sát chặt chẽ người dân, đảm bảo ai ở đâu thì ở đó. Thành phố đã thông qua gói hỗ trợ mới với gần 100 tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng 150.000 hộ dân. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trước tình hình dịch phức tạp, thì thành phố cũng đã cân nhắc để tiếp tục áp dụng siết chặt giãn cách thêm 3 ngày và kèm theo đó cũng sẽ có các chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chia sẻ khó khăn và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chung tay cùng thành phố thực hiện 3 tại chỗ để đảm bảo phòng chống dịch. Đề nghị các đơn vị địa phương tập trung triển khai theo đúng tinh thần, đảm bảo giãn cách, tập trung xét nghiệm đợt 3 đúng đối tượng, không bỏ sót. Thì đến thời điểm này, cơ bản là công tác chuẩn bị cho cái việc 3 ngày từ thứ hai cho đến thứ tư cơ bản là đã đáp ứng được. Cũng đồng hành chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp. Nhưng mà doanh nghiệp thì cũng đã chia sẻ rồi, đã đồng thuận rồi, thì nay cũng tiếp tục cố gắng một thời gian nữa. Thì giao cho anh Sơn chủ trì làm việc cụ thể với doanh nghiệp, từng doanh nghiệp để có phương án cụ thể trong trường hợp. Về phía quan điểm của Ủy ban thành phố và ban chỉ đạo là ủng hộ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị tăng cường kiểm soát các cửa ngõ ra vào thành phố, tích cực ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào, chủ động phát hiện sớm các ca mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm, cũng như truy vết thần tốc, cách ly và khoanh vùng khẩn trương điều trị hiệu quả.